nhà ơi, mình đến nhà hàng Ichiro Izakaya, nhà hàng Nhật Bản. Đây là những tiền tí. Và đi ăn cho nhiều. Ăn cái gì? Happy hour nữa. Ichiro. À, cả nhà ơi, hôm nay mình ăn nhà hàng Nhật Bản. Những tiền tí. Mình là diễn viên YouTube. Ôi trời ơi. À, cái nhà hàng này nó ngộ là cái menu mình phải dùng cái điện thoại cell phone để bấm vô cái QR code để coi menu. Hôm nay mình ăn Nhật Bản khác một chút. Bây giờ để diễn viên Tí có nói gì không? Không. Để lát ăn nói, bây giờ mình sẽ quay cái nhà hàng coi sao nhé. Cả nhà ơi, nè bây giờ mình quay nhà hàng coi nhà hàng sao. Nhà hàng cũng đông á, nhưng mà ở đây nó có cái miếng kiến này nè để cho che, rồi có cái mấy cái shop, thằng shop ở đây cái menu để cách nào rồi cái menu là mình phải lấy cái điện thoại của mình scan vô cái QR code nó mới vô hiện trong lên cái máy chỗ chụp hình ấy. Phải nếu quý vị nào mình không biết sử dụng cái này á, mình mở cái điện thoại lên, mở cái máy chụp hình cái camera đó, rồi mình để cái camera gần cái đó, nó hiện ra cái địa chỉ của cái menu, rồi sau đó mình chỉ ấn vô thôi, phải không Tí? Ok, rồi bây giờ mình bắt đầu. Mình tưởng Kieran một viên Kieran bổng cũng ngon lắm, rồi Tí thì uống trà xanh nước đá. Ok, bây giờ để mình thử cái Kieran coi sao nhé. Ok, cái nhà này, cái này là Kieran Premium, Kieran Premium H&M Beer. Giờ mình uống thử. Khi mà mình ăn cái gì dinner hay gì đó, uống một chút bia rồi chút rượu nó tốt cho cái digestion của mình, để cho nó dễ tiêu. Nói chung là uống bia sao ngon. Kieran Beer, Kieran ngon. Nó thơm mà nó nhẹ, nó không có cái mùi bia giống như Budweiser American Beer. Ok, bây giờ mình quay đồ ăn của Tí nha, xây lại nha. Rồi, Tí ăn rồi, Tí coi nói sao nha. Cái này là cái gì Tí? Nước tương. Oh, this is salmon, crunchy salmon. Còn cái crunchy salmon. Crunchy salmon. Crunchy salmon thì có cái hành chiên giòn ở trong là cá. Cá với lại avocado. Avocado thì là gì ha? Bơ. Trái bơ. Rồi còn có sauce mayonnaise, ớt cay cay trên giòn á. Ở kia là we call it red and green. Không biết là cái. Nhưng mà cái này ít nhất nhầm khi mình nói cái việc mà không mấy ít chữ, nhưng mà mình không nói lớn nha. Wow. Nói chuyện lớn còn tệ hơn, mình không biết chữ làm sao. Mình biết ít, biết bao nhiêu, xài bao nhiêu. Chứ không có giả bộ, giả tạo lớ. Đó. Sợ nhất là mấy người tiếng Anh không rành, mà tiếng Việt không rành, nó lớ. Tiếng Việt rành tới mồm mình lớ, giả bộ biết, không biết tiếng Việt. Đó, mình thì biết bao nhiêu, xài bao nhiêu. Đó. Ngon không Tí? Ngon. Ngon. Thấy sao ngon? Béo. Ngon. Cái bơ nó béo. À. Cái da của cái hành chiên á, nó giòn. À. Nó hơi cay cay. Nếu mà hỏi đặc biệt không thì cũng không gì đặc biệt. À. Này hơi dầu nha, hơi dở nha. Mà nó chiên hơi bỏ dầu. Bỏ qua. Cái đó là cái gì vậy? Hành chiên. Hành chiên. Hành chiên chắc giờ mới xài sầu cũ, không xài nha. Rồi cái xíu gì ngon. Rồi cái hành nó bị hơi dầu á. À. Cái cá này phải khỏi lại nha. Thank you. Strange, so we have more space. Thank you. Perfect. Rồi cái này là gyoza là của mình. Trong là có thịt, không biết thịt heo thịt bò ha. Gyoza từ thịt heo phải không? Rồi heo. À. Rồi cái này là garlic. Gyoza giống như là hoành thánh chiên á. Garlic edamame. Ok, bây giờ mình ăn tới cái nhà, bây giờ tới mình ăn cái dumpling.
cái này là để xuống coi làm sao. Quần húng chia dumpling là dumpling nha. Nó cũng ok, cái mùi nó mình sợ nhất là cái gì chiên mà cái mùi dầu nó hắt lên nó mệt lắm. Cái này cũng ok, dầu chưa được cũ máy nhưng mà phải dầu mới còn sử dụng được. Ngấm nãy giờ ngon. Mình trung bình là nói chung là nếu mà ăn đồ chiên á nó đừng có khoai dầu mình ngon rồi. Cái này cũng ngon, trống ngon ngon. Có tôm. Ok, bây giờ mình ăn rồi một lát có đầu cá mình quay tiếp nha. Ngon cái này. Ăn sushi, uống rượu Nhật Bổ, Kirin Ichiban, Premium Beer, ngon lắm. Nhưng mà mang dốt một chỗ này, một cái này nha. Nếu mà có ăn ở đây á, thì dạy à, bằng lại à. Nhầm chỗ làm hai bạn một chút mà. Ba mà lè. Chung là mấy sứ rang cũng được. Sushi cũng được. Sushi á, nói chung á, cái cá nhiều loại lắm, nhiều cái level, cá mắt, cá này, cá nọ bán nhà hàng. Nó, nhà không có phải nhà hàng Nhật nào giống nhau, không phải hàng sushi giống nhau. Nếu mà mình muốn ăn trung bình á, thì sushi ok, so la la được rồi. Nếu mà muốn ngon á, bắt buộc phải chuyên tiền. Không có đòi hỏi gì hết. Là ăn giờ này là ăn giờ. Cá nó mắc, mà cá đang trung bình nó ok, tại giá cũng giá trung bình. Nhất là ăn giờ happy hour vừa muốn rẻ mà vừa muốn ngon hoàn hảo là đi chỗ khác mà chơi ngon, nói chung ngon nhưng mà kèm vô bia là hết sảy luôn. Đúng không? Bia Nhật Bản khác cái bia Mỹ nhưng mà nhiều hơn. Mình thì thường thường uống rượu vang nhưng mà cái này bia bây giờ mình thử lâu giờ đó mình không thích uống bia mấy, bây giờ càng thử nó càng thích cái vị, cái mùi, cái taste của cái bia nó khác cái rượu vang nên chơi tới đầu chơi nói chung vậy. Ok, bây giờ mình ăn tiếp một lát và cá thì nó hơi lâu, mình ăn đầu cá. Cá nó nướng với muối mà mình coi ra sao nghe không? Ba đợi lát quay lại tiếp. Cá nhà ơi, đợi cái món này mười là nãy giờ nửa tiếng, không biết nửa tiếng không? Cái này cái chỗ cái cổ cái đầu của con cá salmon cá hồi á, nó nướng mà chấm như nướng chút muối chấm rồi sao? Bây giờ mình ăn thử sao? Rồi cái này nãy diễn viên tí tìm mặn rồi ăn đúng mặn đó thấy ok trung bình. Mặn thích tê lưỡi luôn. Chà, ăn trung bình ok mà. Nó chờ luôn đơ tê lưỡi luôn. Rồi bây giờ mình thử cá salmon cái đầu cá hồi nha. Đầu tiên là mình sẽ hửi coi cái mùi ra sao, lúc nào mình ăn món lạ, món gì mình muốn hửi trước. Thơm, không có không khai, không tanh. Bây giờ mình chấm vô cái sauce của nó nha. Cái sauce thôi bạn. Làm trong mặt trong mặt coi biết không, chấm nhiều cái sauce thử. Ngon. Cái món này nó khi mà mình order nó làm nó bỏ vô nước có xương khoảng nửa tiếng là sao, nó 15 phút mà giờ khoảng 15-20 phút thấy cũng lâu. Quên nữa, húp miếng bia vô. Hết sảy luôn. Ok, bây giờ mình ăn xong hết rồi kết luận sao nha. Mắc cười quá, mới ăn nhà ngon. Nhìn no, ngon. Mình thì hai món đầu cá với cái kia cũng ngon. Hai món chung với cái bia cũng như hai đồng. Giờ no quá xá tí cũng no nữa.
và mình loại bỏ dùng cái mo một chút rồi cho xuống bụng rồi về. Ok, bye các nhà.